Tháng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 27 tháng 7 đăng tin, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Un một ngày trước đó đã gặp gỡ đoàn đại diện quân sự Nga do Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đứng đầu, nhân chuyến thăm miền Bắc để tham dự lễ kỷ niệm 75 năm ngày chiến thắng, tức ngày ký kết hiệp định đình chiến chiến tranh Triều Tiên ngày 27 tháng 7 năm 1953. Chủ tịch Kim đã cùng đoàn đại diện Nga tham quan triển lãm trang bị vũ trang 2023 và giới thiệu các thiết bị, kỹ thuật chiến đấu và vũ khí được nghiên cứu phát triển và sản xuất dựa theo kế hoạch phát triển quốc phòng. Hình ảnh được KCNA công bố còn có tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM Hoa Song 18 cùng với một số thiết bị trông giống với máy bay không người lái hiện đại của Mỹ. Trong cuộc họp song phương, Bình Nhưỡng và Moscow đã hồi tưởng về những ký ức tốt đẹp trong quan hệ hữu nghị Nga-Triều, thảo luận và đánh giá các mối quan tâm chung về an ninh quốc phòng, môi trường an ninh khu vực và quốc tế. Mặc dù nội dung cuộc họp không được công bố cụ thể, song khả năng cao hai nước đã tiến hành đánh giá về tình hình cuộc chiến tranh lạnh mới ngày càng nghiêm trọng giữa liên quân Hàn Mỹ Nhật và ba nước Nga Trung Triều bùng nổ do cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Ngoài ra, cuộc họp có thể cũng đã xoay quanh vấn đề Bình Nhưỡng sẽ cung cấp vũ khí cho Moscow để chiến đấu với Kiev. Mặt khác, từ 0 giờ ngày 27 tháng 7, Ông Kim jong Ngân đã cùng ông Sergei Shoigu, và ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản, kiêm phó chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (tương đương Quốc hội Trung Quốc) Lý Hồng Trung xem màn trình diễn, chúc mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng.